Hello, chào các bạn. Với trên của mình thì ở đây mình có một cái chuông báo động. Chuông báo động thì ở gắn về chỗ cửa luôn á. Nó sẽ kêu lên khi có ai vào. Đây thì mình có một cái chuông báo động. Đó, để trộm vào thì đột nhập thì nó sẽ kêu lên. Dùng pin 1V. Okay, thì mình sẽ có một cái đây một cái đèn chăm mình hút này. Mình hút này. Đây mình dán nữa mình dán vào chỗ cửa hay gì đó. Và ở đây thì có một cái chỗ bả pin. Bả pin vào. Nó sẽ kêu tiếng bích này, nếu ai mở cửa lên gì này, mở cửa lên thì nó sẽ kêu. Thế mà mở cửa lên thì nó sẽ kêu này. Sao kêu? Nghe rõ nghe không nghe kêu sáng lại nó kêu đây, làm rất tiện dụng sao đây, chắc mình sẽ